Ok. Rồi, hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tật Jimmy. Rồi thì theo như những thông tin mình vừa mới thu thập được ở trên dòng thời gian Facebook của mình, Facebook Bảo Nam ấy, thì có một bạn Quang Long đã thu thập được 100 mảnh râu trắng và với mong muốn là muốn mình vào chiêu mộ và test. Cho nên đây là một cái vinh dự của mình và cũng như là một cái sự tin tưởng của bạn Quang Long đã dành cho mình, cho nên mình bắt buộc phải làm clip ngay và luôn thôi. Hiện tại thì đang được 17 giờ trước rồi. Ui giời ơi, chắc là rất là lâu rồi đấy anh em. Ui, thật là sorry bạn vì mình đã không vào nhanh chóng để có thể xem. Đây là một hình ảnh bạn đã chụp lại với 100 mảnh râu trắng. Rồi. Giờ mình sẽ truy cập vào đích của bạn để mình chiêu mộ cũng như là test này nọ coi thử nó như thế nào, like cho bạn luôn nè. Yêu thích luôn. Phải yêu thích luôn. Và cái này có comment gì nữa. À, bạn ấy tag mình vào. Và thêm một số bạn nói nữa. Rồi. Bây giờ thì mình đang truy cập vào rồi. Anh em xem clip của mình nhớ ủng hộ mình, like video cũng như là nhấn subscribe đăng ký kênh. Và những quảng cáo trong video thì anh em cũng phải click vào những quảng cáo đó ủng hộ cho mình nha. Đây là nick của bạn Quang Long với lượt chiến là 1,5 triệu. Cũng sắp lên 1,6 triệu rồi, 1,58 triệu rồi. 1,589 triệu. Trời ơi. Là cấp 157 và VIP thì là VIP 4. Wow. Số tiền nạp vào thì 480.000. Còn thiếu có một xíu nữa thôi, 11.000 nữa thôi. Nạp thêm cái kẹt 20 nữa là bạn lên VIP 5 rồi. Chúc bạn sớm lên VIP 5 nha. Rồi. Còn về mới cấp 157 hả? Đây đang cưỡi chiếc Wover, bạn đang cưỡi chiếc Wover và đi theo bạn là con tê giác chạy nứt mũi ở trong Epidao cũng như là con Severus cho ban đầu. Đây là về đồng đội của bạn. Ui, có phải không vậy? Nhưng mà ghê vậy. Cấp 157 mà đầu tư ghê rồi. Mạnh hơn cả nhân vật chính mình luôn rồi. Ồ, nói chung là hai dòng cam từ chiêu phòng cũng sắp lên cam rồi. Trái quỷ là trái hoạt tuyền, cái này thuộc hiệu quả miễn dịch, trái hổ đen và kèm đó là trái tuyết quái với có màu xanh lớn. Đồng đội của bạn chơi thì bao gồm nhân vật chính là một cây da không có, Gmail cũng không chơi tại vì nhân vật chính của bạn đầu tư khá mạnh. Và rút Sura là thành viên thứ hai theo là Lao Sura chắc chắn là phải có rồi. Kabushi thì cũng có luôn nhưng mà mình không biết là đồng đội chính hay đồng đội phụ nữa. Mirela là cũng một đồng đội không thể nào thiếu. Bên đây vãi, anh điên đã chiêu mộ trước mất tiêu rồi, đau lòng rồi. Mình đang muốn cảm nhận cái giây phút mà mình nhấp vào cái mạnh 100 mảnh râu trắng. Ôi giờ còn có một mảnh làm cái gì. Ôi chắc là bạn ấy đợi lâu quá thấy mình không vào nên bạn ấy chiêu mộ luôn rồi. Thôi đành phải chịu thôi chứ giờ biết làm sao, phải chịu thôi. Đây dù sao cũng là một con ạc thứ hai mà mình đã test râu trắng. Ạc đầu tiên thì mình test râu trắng thì râu trắng đã xu ra rồi, tại vì thanh niên kia có đầu, nói chung là có điều kiện để đầu tư lên xu ra. Còn về râu trắng này thì mình nói luôn, khi mà các bạn vừa chiêu mộ xong, bạn này thì chưa mang gì cả. Trái Gura Gura này thì cũng mới 6 sao thôi. Các bạn cần phải Haki hoặc là Sura lên thì nó sẽ lên 7 sao. Rồi, cái vấn đề mình muốn nói với bạn đây là ông râu trắng này ông chưa có làm gì cả nha. Chúng ta chưa có làm gì cả mà tuyệt chiêu đã ông đã SS cộng rồi. Vì thật sự muốn lên 3 dòng S dễ lắm, các bạn chỉ cần mang đồ vào đầu tư thêm một ít nữa. Trong y chang chúng ta đầu tư nhân vật chính. Bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ thử mình nâng cấp lên cái đã. Phải Ruby còn đâu mà lên chạy. Vãi trong kho còn không? Một cái viên nắp quỷ. Bà ấy nói với mình là trong hãy sử dụng rubber gì đó để nâng cấp cho râu trắng lên cấp, cuối cùng mình chả thấy rubber gì cả. Rồi thanh niên này là cũng biết lừa đảo quá, biết dụ mình quá ha. Rồi bây giờ làm sao mà lên cấp được trong khi ổng mới cấp mười mấy thì làm sao mà test? Cái vấn đề này là vấn đề gì? Cây cú có cháy, có cháy cháy tự tàn không? Giờ mình test cái ông râu trắng này mới cấp mười mấy thì sao mà chơi bời gì được trời. Trời trời. Ai em thấy vào cùng, nói chung là thiên phú rất là mạnh đấy. Vật công là SS trừ, vật phòng SS trừ, vật tuyệt chiêu thì SS cộng rồi. Chúng ta thêm một xíu nữa thôi chúng ta sẽ lên 3S. Này là 3,29 rồi. Chúng ta cày thêm một xíu nữa, chuẩn bị lên 3,3 rồi sau đó chúng ta cày thêm 3,4 nữa là lên 3S thôi, có gì khó đâu. Mình chỉ cây cú vấn đề là mới cấp 41 thì giờ làm được cái gì đây nè. Nâng cấp cho ổng cái đã. Ok. Chắc lên được năm mấy, sáu mấy, cao nhất là 70. Không lên nổi luôn, 63. Cái này thì mang được cái đồ gì đâu mà chơi. Rồi mình phải kiếm trái tử tàn rồi mình mang ra nhân vật chính thì mình mới vào test được thôi chứ giờ biết làm sao. Cái tử tàn bãi không đổi luôn à. Thanh niên này không hề bị dụ. Trời ơi. Cũng có phải không vậy? Mình phải đi tìm kỹ coi. Không lẽ có một thanh niên này không bị cám dỗ bởi trái tử tàn sao anh em?
Thanh niên này thật sự rất là nghiêm chỉnh, thanh niên nghiêm túc nhất năm, không bị lừa bởi trái tử tàn. Rồi khu vui chơi đâu? Trái tử tàn thì chúng ta muốn đổi, chúng ta có thể vào khu vui chơi chúng ta đổi nha, mà chúng ta mình cũng không khuyến cáo là đổi đâu, với lại bạn ấy cũng không đủ để mà đổi nữa. Cái này tới 50k lần bạn ấy mới có, tính ra tính lại chỉ được 46k rưỡi thôi, làm sao mà đủ. Cây cứu vãi, thế này thì làm sao mà test rau trắng đây. Mình sẽ nói về skill thường của rau trắng chúng ta chưa, lúc chưa Sura nha. Ông rau trắng này có một cái đặc biệt, đó là chúng ta ổng lên Sura thẳng luôn chứ không cần Haki. Còn những đồng đội khác thì chúng ta phải Haki lên chúng ta mới Sura được. Rồi. Về skill thường tên là đoạn đao. Cường hóa vũ khí sẽ tăng sát thương, cho nên vũ khí mạnh chúng ta sẽ sát thương được kỹ năng thường mạnh. Đoạn đao vận năng lực trái Gura Gura lên thành đại đao và tiến tới chém toàn bộ kẻ địch trong phạm vi. Tức là chúng ta sẽ cầm cái đao này lao tới chém toàn bộ địch. Cái đao này khá nặng đấy anh em, chúng ta cầm không dễ đâu, có rau trắng mới cầm được thôi. À, gây sát thương toàn bộ địch, không tăng nổ cho mục tiêu. À, chỉ đơn giản thôi, chúng ta sẽ đánh toàn bộ và không tăng nổ cho mục tiêu nào hết. Cũng có lợi đấy. Còn kỹ năng nổ tên là địa chấn. Địa chấn tức là giống như là động đất đấy anh em, tận thế tới rồi. Rau trắng này ông là nguyên nhân gây ra tận thế cho chúng ta. Ta tìm được ông chúng ta sẽ trị tội ông sao. Cường quá nhận sát thương kỹ năng thì chúng ta này các bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ cường quá nhận để tăng sát thương nộ cho ông rau trắng này. Sử dụng nắm đấm vận năng lực trái Gura Gura lên đôi tay. À, tức là trái ác quỷ sẽ sức mạnh sẽ lên đôi tay chứ không phải lên đôi chân nha. Đấm mạnh vào không khí tạo ra chấn động trên phạm vi rộng gây sát thương lớn toàn bộ địch. À, chỉ đơn giản thôi, không có gì đặc biệt cả. Nói chung là chúng ta cứ hiểu đơn giản là kỹ năng thường đánh chém được toàn bộ, kỹ năng nổ đánh đấm toàn bộ, liên quan tới toàn bộ địch thôi. Rồi đó là về rau trắng là chúng ta chưa Sura. Còn sau khi Sura rồi thì kỹ năng thì mình chắc sẽ có một chút thay đổi đấy. Đây là rau trắng sau khi đã Sura. Ủa, ôi gì ghê. Khoan, mình thấy có gì đó hơi sai rồi. Được chiêu đây mới có 3.18 thôi. Vậy là rau trắng này trải qua một sự biến đổi gì đó cho nên mới lên được vậy. Mình coi tiến hóa có hay không. Tại vì cũng có nhiều thứ mà nó biến đổi, nó tăng lên toàn bộ đồng đội lắm, chứ không phải là riêng gì về cho này. Đồng đội tự do, đồng đội tự do chắc là không có đâu. Hai lần liên tiếp không có luôn rồi. Nói chung là cũng có nhiều thứ mà tác động lên lắm. Ví dụ như trang sức bét cưỡi nó cũng tăng ra toàn bộ địch, toàn bộ đồng đội, cũng như là một số nhiều thứ khác nữa. Cho nên các bạn có thể thấy ở trong biểu tượng Sura này rau trắng chỉ mới có SS thôi. Đây SS thôi, nhưng mà chúng ta nhìn vào hệ số cơ bản thì là SS cộng. Vậy là sau khi Sura xong thì nó sẽ lên được cái này hả. Ok, rồi hiểu rồi. Vậy là nếu mà đối với rau trắng hiện tại của cái nick này đang mang vào, thì nếu mà mang vào thì chúng ta sẽ được cộng thêm từ 3.18 lên 3.28, tức là chúng ta sẽ cộng được 0.1. Wow, phải không vậy? Vậy là chúng ta lên 3.39 lúc rồi. Ui giời, thế thì làm mang đồ phát lên 3S luôn, khỏe re, không cần phải làm gì nhiều đâu. Wow, rau trắng này ngon nha, có cảm giác ngon ấy. Rồi mình thích ông rau trắng này, mình sẽ chơi ổng. Ít bữa mình đấu mình sẽ chơi ổng. Đây, về kỹ năng thường sau khi lên Sura thì tên là chém nứt không gian. Vận năng lực của trái Gura Gura lên thành đại đao và tiến tới chém toàn bộ kẻ địch trong phạm vi. Ủa này y chang cái cũ luôn. Rồi bỏ qua miễn sát thương Haki của mục tiêu và khiến bản thân miễn giảm nổ trong một lượt, tăng 25 nổ cho bản thân. Wow, có sự vi diệu sau khi lên Sura, đó là ông sẽ giảm được cái sát thương Haki mà đối phương gây ra cho ổng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ có một cái hiệu ứng gọi là miễn giảm nổ, tức là cho dù Nami có giảm nổ thì cũng không xin nghe vậy. Rồi còn về cái đặc biệt thứ ba nữa, đó là ông đánh xong ông sẽ tăng 25 nổ cho bản thân, tức là ông đánh một lần là có 50 nổ, còn bình thường chúng ta đánh gì một lần chỉ có 25 nổ thôi. Ông này thì ông đánh ông có tới 50 nổ đó, cái đó là cái đặc biệt, rất là đặc biệt. Rồi còn về chiêu nổ thì tên là lưỡng quyền đại địa chấn. Rồi vẫn có là dính dáng với cái địa chấn thôi anh em ơi, vẫn là gây động đất thôi. Sử dụng nắm đấm và năng lực trái Gura Gura, rồi đấm mạnh vào không khí tạo ra chấn động gây sát thương toàn bộ địch, gây sát thương lớn nha anh em, tức là sát thương cao lắm đấy. Loại bỏ trạng thái bất lợi đồng đội có nổ khí nhiều nhất, có nghĩa là trong team chúng ta đứa nào mà có nổ khí nhiều nhất á, mà đang bị dính cái hiệu ứng gì á, thì nó ông sẽ loại bỏ được luôn.
Ôi trời, nhìn ổng chém mình hoa cả mắt anh em ơi, gắn ván mặt mày quá, mình cần phải lưu giữ ổng đi thôi. Ông tạm thời ông trốn vào đây giùm tôi cái đi. Không được à? Đây 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 đây, đó đó đó. Làm ơn núp vào đó giùm tôi cái đi. Ôi, đi vậy? Đi vậy? Khỏi luôn đi. Rồi tiếp tục nha, gây sát thương lớn của toàn bộ địch, loại bỏ trạng thái bất lợi của thanh niên mà có nổ khí nhiều nhất trong team mình á, và khiến bản thân và hắn. Ủa cái gì vậy? Từ 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 từ, bình tĩnh, cái này nó hơi khó hiểu một chút anh em. Đây và khiến bản thân tức là ổng đó, rồi và hắn là ai nữa, miễn giảm nổ trong một lượt hồi 25 nổ cho đồng đội khác, 50 nổ cho bản thân. Cái này thì mình hiểu là hồi 25 nổ cho đồng đội rồi còn 50 nổ cho bản thân ổng, sau đó tuần sau còn đánh thêm 50 nổ là không có nổ thôi. Cái mình đang không hiểu ở đây là khiên bản thân và hắn là sao, hay hay là bản thân ổng và cái thanh niên mà được ổng miễn 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 cái trạng thái khống chế đó, được giảm nổ, miễn giảm nổ. Rồi ok, mình bắt đầu hỗn loạn trong này rồi, chắc là vậy rồi. Anh em nào hiểu có thể giải thích. Mình thì mình hiểu theo một cách đơn giản nhất, đó là ổng loại bỏ cái trạng thái bất lợi cho hắn và bản thân ổng với hắn sẽ được miễn giảm nổ. Rồi chúng ta hiểu đơn giản rồi thôi. Hôm nay vào test rau trắng nhưng mà bây giờ không thấy test được gì cả, chúng ta chỉ thấy được sự vãi cả linh hồn thôi. Bây giờ mình sẽ vào trận hình này, mình mang ổng vào mình chơi chơi chút thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ chả làm được gì đâu, không có trang bị thì làm sao mà mạnh được. Anh em nào mà có triệu hồi được trăm mạnh thì cũng có thể liên hệ mình để mình có thể vào sau nha. Này phó bản ác mộng, ok mình sẽ đi trước phó bản 70 NL và thử xem sao, coi thử ông chém cái nhát đầu nó có thấm hay không. Bây giờ thì đồ của ông thì không có nha, anh em có thể làm chứng ở đây chỉ có cái áo với cái sinh mệnh rồi, mà thậm chí là cũng chả có tác dụng gì nữa. Để mình coi rau trắng chém như thế nào. Ok, rau trắng vung thanh đao rồi. Ủa cái gì? À ủa cái gì? Khoan khoan khoan, bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh để mình lo cái vụ này cho mình thấy có gì đó nó hơi sai sai đây rồi. À, mình phải cần phải xem lại kỹ năng cái đó, dây sát thương toàn bộ địch, yeah, không tăng nổ mục tiêu mà mình thấy ông chém được có một đứa. Cái gì đang xảy ra vậy? Quái. Đây là rau gì chứ không phải rau trắng rồi. Đây là rau muống hay là rau má gì đây? Hay là rau mùng tơi gì đây mà tại sao lại lạ thế này? Cây sát thương toàn bộ địch, không tăng nổ cho mục tiêu. À, được. Mắt của mình chắc là do mắt của mình thôi anh em ơi. Do mắt của mình nó hơi sai sai. Mình sẽ tiếp tục. Không sao, không sao, không sao. Chúng ta bình tĩnh đây, không có gì cả. Mobile Cricket kẹt gì đây, là người kế thừa của ai? Một Planolien, cái tên vua hải tặc Roger, đại tướng thủy đội Fred Ajimochen Goku, trời ơi đọc léo lưỡi luôn á. Mobran, đầu tiên thì chúng ta muốn biết người kế thừa của ai thì có thể là cha con, cho nên họ tên có thể sẽ giống nhau một xíu. Ở đây mình thấy ông này tên là Moren Cricket gì đó, và ông kia tên là Moblan, cho nên cũng có liên quan đấy. Chắc mình chọn Moblan. Ok, thấy cái tên nó hơi liên quan. Yeah, đúng luôn. Thấy chưa, mình nói rồi, nó có cái gì đó nó liên quan tới dòng họ chứ. Rắn này thì làm được cái gì? Thôi, quay lại, mình sẽ đánh phó bản tiếp theo. Phó bản 80 Frankie. Ok, coi như là mắt của mình nó mờ. Mắt mình nó bị lâu lâu nó bị mờ mờ. Đây. Bây giờ đánh hàng ngang. Hồi nãy đánh một mục tiêu, giờ tôi được đánh hàng ngang. Wow, mình phải replay lại. Ok, rồi. Đề nghị AD có thể sửa lỗi lại ngay lập tức, chứ mình không thật sự không thể nào hiểu được là tại sao rau trắng đã biến thành rau má và rau muống và rau mùng tơi rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đọc rõ ràng nè anh em. Vẫn năng lực trái gu ra gì đây nè. Lên thanh đại đao. Sức mạnh lên tới thanh kiếm, thanh đao của ông. Và tiến tới chém toàn bộ kẻ địch trong phạm vi, gây sát thương toàn bộ địch, toàn bộ địch, toàn bộ địch má.
kỳ vậy? Sao lúc thì đánh một đứa? Không, mà cái giờ là đánh cơ bản, ông đánh hàng ngang chắc rồi. Tại vì hôm nay cái mục tiêu nó không nằm trong hàng ngang, cho nên ông không đánh được hàng ngang. Rồi, cho nên hàng ngang là chắc chắn rồi, không thể nào sai được cái chỗ hàng ngang rồi. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao lại toàn bộ mà 85 Nico Robin. Mắt mình bị mờ lần tiếp tục chứ. Bây giờ mình xem lại một lần cuối cùng cúng cùi nha. Chà, này đánh chỉ một mục tiêu thôi, anh em có thể thấy rõ ràng ở đây mình không hề gian dối, mình không hề ngu người. Ủa sao nhìn cái sống dài vậy? Ai, anh em có thể thấy là lao tới vẫn sức mạnh lên thanh đao, bây giờ là thanh đao ragu ragu rồi chứ không còn gura gura rồi đâu, và chém chỉ được một mục tiêu, một sự gian xảo. Mình cần mình cần một bát rau, một bát rau để ông ấy cầm lên tay đây chứ. Bây giờ rau trắng này nữa, đây là rau muống, rau má, rau mùng tơi. Dẹp không quay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, nhớ like, video, subscribe đăng ký kênh và đừng quên kích quảng cáo ủng hộ cho mình ngán rau trắng rồi. Bây giờ mình muốn ăn rau muống, rau má, rau mùng tơi thôi. Cây cú vậy, rau trắng tứ hoàng, đường đường là tứ hoàng đó anh em, mà không ngờ là bị phiên bản lỗi thế này. Chơi bài gì bây giờ, chơi bài gì đây, biết làm thế nào trong cái sự ngu người này. Mình đang rất là cây cú. Về đồng đội của bạn thì nhân vật chính thì mình đã giới thiệu rồi đúng không? Còn về Lao Sura thì dòng vật phòng sau đợt 3S, mà phòng 3S các quỷ đang mang là cái khỉ, cái mới dừng lại đi phim rồi. Ok, Mirella thì mang trái tri thức với lại trái chân không, cái mới dừng lại. Brook thì mang trái hổ phách, cái mới dừng lại cái chân không, cái mới tri thức. Và đây Yomi Yomi cầm bảng ở bên đây thì rau trắng. Bỏ đi, dẹp rau trắng đi. Rồi thôi mình kết thúc clip ở đây. Cảm ơn bạn Quang Long rất là nhiều về con ạ, đã chiêu mộ thành công rau trắng. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Bye bye anh em. Một lần nữa hôm nay thì cũng là ngày 20 tháng 10, ngày của phụ nữ, cho nên thôi mình cũng không có chút gì rườm rà. Chỉ chúc anh em một ngày 20 tháng 10 vui vẻ thôi. Và nói chung là nếu có bạn nữ xem clip của mình thì mình chúc luôn. Còn nếu nhiều bạn nam thì có thể là có những bạn gái, gấu gì đó với nhau, gấu mèo chó cún gì đó, thì nói chung cũng vui vẻ rồi. Bye bye nha.